Xin chào các bạn. Lý do tại sao hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn cái video này, bởi vì là cái củ hành, củ tỏi này của mình ấy, các bạn thấy không, mình đã cẩn thận mình mua cái loại tỏi với hành, nghĩa là buộc túm vào đây rồi, nhưng mà nó không ăn thua các bạn ạ. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bảo quản hành, tỏi làm sao nó được lâu nhé các bạn nhé. Bây giờ hành của mình đây này các bạn này, tỏi thì đây là mình đã mua cái loại tỏi treo như thế này rồi, nhưng mà nó vẫn bị thối các bạn ạ. Đây này, thối này, thối luôn. Mà mấy hôm trước mình mua là nó mua về xong rồi mình bị ốm, mình không xử lý ngay được, nhưng mà để ở trong cái túi này và để ở cái treo này mà nó cũng bị thối này các bạn này. Đấy, hành này các bạn xem, thối rất nhiều. Đấy, thối cho trong veo, thối nát bét như thế này. Đây, củ này thì không bị nát đấy, nhưng mà thối này. Như thế này là chúng ta bị bỏ, không ăn nổi các bạn ạ. Đấy, trong veo hết cả ra rồi, thối hết rồi, mà tỏi thì mốc meo hết này các bạn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm sao chúng ta bảo quản được lâu nhé. Có hai cách các bạn ạ. Cái thứ nhất là các bạn bóc nó ra, xong các bạn mới đem giã nhỏ, dập nhỏ các bạn cho nó vào ướp với lại dầu ăn, thì các bạn không cần phải tủ lạnh. Và có cách nữa là các bạn hãy bóc ra và các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, thì các bạn để cả củ thì để vào trong ngăn mát tủ lạnh, nó rất là để cũng rất là tiện. Khi nào chúng ta dùng và chúng ta cứ lấy hành, lấy tỏi ra, chúng ta dập là chúng ta cho vào chúng ta sử dụng. Còn cách nữa là chúng ta dập, chúng ta cho vào ướp với dầu ăn, thì chúng ta không cần phải tủ lạnh, thì lúc nào chúng ta ăn thì chúng ta sẽ cứ thế là xúc ra, chúng ta cho vào chúng ta phi nhé các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt hành, cắt tỏi nhé các bạn. Mất tiền mua để dự trữ cái mùa Covid này, chúng ta không thường xuyên đi chợ ấy các bạn. Hay là mua về thì mấy hôm trước đây là mình bị ốm, mình không làm được. Thế nên là đến hôm nay mình mới sờ đến thì hành tỏi của mình đã bị thối mất một số lượng rất là nhiều, rất là phí. Mà mỗi lần chúng ta làm thì làm đến đâu bóc đến đấy thì nó rất là bất tiện. Đấy, thì bây giờ hôm nay là chúng ta mình sẽ bớt một buổi, mất một lúc khoảng độ hơn một tiếng đồng hồ đấy. Nên mình mới cắt và mình bóc sạch sẽ đi. Thế xong rồi là mình để vào trong một cái hộp, xong mình đậy nắp kín và mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh các bạn ạ. Đấy, tỏi các bạn bóc sạch như này cho mình này. Chào các bạn ơi, phải mất hàng hơn một giờ đồng hồ mình mới nhặt được xong cái món tỏi này, vừa tỏi vừa hành. Nhưng mà cái tỏi này của mình nó là cái tỏi ta các bạn ạ, nó nhiều cái củ lép ấy, củ nhỏ, nó cứ sen kẽ vào này, nhặt nó rất là lâu. Nhưng mà ăn cái tỏi này rất là ngon các bạn ạ, thơm ngon và nó có rất nhiều tinh dầu. Đấy, đây này các bạn xem này, mình nhặt một đống vỏ rất là to mà vừa hành vừa tỏi, nó thối nhiều lắm các bạn ạ. Nếu các bạn mà không xử lý nhanh á thì là tỏi của chúng ta nó thối hết này, hành đây này thối nhiều lắm các bạn ạ. Đây, đây, đấy, những củ hành của mình này, hành thối cả củ cả khóm luôn các bạn ạ. Nếu các bạn mà không xử lý theo cách này thì các bạn cứ để nguyên như thế thì không mấy nỗi mà nó thối hết. Nên là các bạn hãy dùng cái cách như của mình đấy nhé. Hành tỏi các bạn bây giờ nhặt, khi nhặt là cái củ nào nó thối thì các bạn bỏ luôn nó đi. Nếu mà còn củ nào không thối thì các bạn để nguyên, không rửa nhé các bạn.
các bạn để khô cho mình. Và xong rồi các bạn hãy để, các bạn hãy dùng những cái, thứ nhất là cái giấy ăn này. Đấy, giấy ăn để mình lót vào cho nó khô. Thứ hai là các bạn hãy dùng những cái hộp nhựa có lắp. Đấy, hộp nhựa có lắp, hay hoặc là các bạn dùng cái túi bao ni lông cũng được, nhưng không quan trọng bằng cái nhất thiết phải bằng cái hộp nhựa đâu nhé. Các bạn hãy rải cho mình một lớp, một hai lớp cái giấy ăn ở bên dưới, để làm sao để cho nó hút độ ẩm các bạn nhé, cho nó hút độ ẩm. Đấy, thế xong các bạn hãy cho hành, cho tỏi vào. Hành, tỏi các bạn để lẫn cũng được mà để riêng cũng được. Khi để lẫn thì lúc nào chúng ta dùng đến hành thì chúng ta chọn hành, lúc nào mà dùng đến tỏi thì chúng ta lấy tỏi cũng được, hoặc là chúng ta để riêng một hộp hành, một hộp tỏi thì chúng ta khỏi phải nhặt. Nhưng mà hành tỏi thì nó khác nhau hoàn toàn đấy các bạn này. Đấy, của hành của tỏi nó khác nhau hoàn toàn. Thì các bạn hãy để vào cái hộp này cho mình. Thế, thế xong khi nào chúng ta ăn bao nhiêu, ăn cái loại nào thì chúng ta lấy cái loại đấy. Thế là chúng ta mang đi, chúng ta rửa qua nó đi. Chứ còn ngay bây giờ cho vào đây các bạn đừng có rửa nhé. Các bạn cứ để nguyên đấy cho mình. Thế nó đã gần đầy như thế này rồi, các bạn cứ cho đầy hẳn cho mình. Đầy hẳn cho mình. Sau các bạn lại dùng một lớp giấy để các bạn phủ lên trên cho mình nhé. Cái lớp giấy này mình cũng phủ để cho nó giữ độ ẩm đấy các bạn. Đấy, cho nó khỏi bị ẩm. Nếu mà ẩm thì hành tỏi của chúng ta nó hay bị mọc mầm. Đấy, nó ra rễ, nó mọc mầm thì ăn nó mất ngon, không được ngon. Xong bên trên các bạn lại đậy cho mình cái lắp. Đấy, cái lắp này để cho cái quạt gió của cái tủ lạnh nó không quạt vào đây mà nó sẽ giữ. Nếu như các bạn mà cái lắp nó không chặt thì các bạn hãy bọc một lượt ni lông bên ngoài, các bạn buộc cho chặt nhé. Nhưng mà cái âu này của mình là cái lắp nó chặt thì mình cứ để như thế này thôi. Khi nào chúng ta lấy bao nhiêu là chúng ta sẽ mở ra và chúng ta lấy xong chúng ta lại cất luôn vào trong tủ nhé. Để vào ngăn mát thôi các bạn ạ, không cần phải để vào ngăn đông đâu. Và tương tự như vậy, các bạn hãy lấy kể cả hộp nhựa như thế này cũng được. Hay hoặc là nếu như bạn nào mà không có hộp nhựa thì các bạn hãy cho vào những cái túi ni lông, xong các bạn buộc chặt vào cho mình. Đấy cũng được. Nhưng mà cái hộp này thì mình để nó sẽ tiện hơn các bạn ạ. Đó, mình cho đầy vào hai cái hộp. Thế xong rồi mình mới lắp giấy lên trên chốc và mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh thì mình tiện lắm các bạn ạ. Chứ còn nếu không thì các bạn cứ mỗi lần dùng bao nhiêu các bạn lại bỏ ra để bóc, ôi bất tiện. Cái tỏi to kia thì chúng ta dập thì nó nhanh, nhưng cái tỏi bé này bóc lâu lắm. Nhưng mà chúng ta dùng cái loại tỏi bé, tỏi ta này thì nó mới ngon, nó mới năng suất, nó mới thơm và nó chất lượng. Đấy các bạn ạ, một cân hành và một cân rưỡi tỏi mình bóc được có hai cái hộp nhỏ nhỏ này thôi các bạn. Đấy, thế bây giờ là chúng ta sẽ để vào trong tủ để chúng ta dùng dần nhé các bạn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, mình bóc ra một đống lù lù toàn vỏ mới lại củ thối, bỏ ra rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ mang cái này lên chúng ta để vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn thành công trong cách bảo quản hành tỏi cho khỏi bị thối. Còn một cách nữa các bạn ạ, các bạn nhặt riêng hành hoặc là nhặt riêng tỏi ra, xong các bạn cho vào máy xay sinh tố hoặc là cho vào cối, các bạn giã dập đi, xong các bạn cho với lại dầu ăn, các bạn đổ dầu ăn ngập vào cái một cái hũ nào đấy, thế xong các bạn để bên ngoài, thì cái cách này các bạn cũng có thể bảo quản được khoảng độ một tháng trời mà không cần tủ lạnh nhé các bạn. Còn nếu như cái cách mà mình để vào trong tủ lạnh như thế này thì các bạn cứ để 4-5 tháng không làm sao các bạn ạ. Các bạn cứ để cho nó không bị ẩm vào này,
Thế mới lại mỗi lần các bạn lấy ra xong, các bạn dùng xong các bạn lại để nó vào thì các bạn dùng 4 5 tháng không làm sao cả. Mà mình rất là tiện, khi nào chúng ta dùng bao nhiêu, chúng ta nhúc ra bấy nhiêu và chúng ta dập chúng ta giã thì nó rất là tiện và nó không bị lãng phí. Đồng tiền kiếm ra mua được thực phẩm thì đã khó rồi, nhưng mà bảo quản thực phẩm làm sao cho nó đúng cách và nó an toàn, nó không bị lãng phí mới là khó hơn các bạn ạ. Và video của mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ cái video của mình. Và các bạn nếu có cách gì hay hơn thì các bạn hãy chia sẻ cho mình biết thêm để mọi người cùng tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.